Chào kính chào quý phụ quan viên hai họ bốn bên và toàn thể khách quý được đầy đủ và chu đáo. Vâng, xin mời các quý vị cùng tiến vào trong. Các cụ nhà ta có câu: trai lớn thì hưởng dựng vợ và gái lớn thì gả chồng. Trải qua quá trình đi làm yêu thương tìm hiểu, đôi bạn trẻ anh Duy và anh Vân đã có nguyện ước được sống với nhau suốt đời, được sự nhất trí vun đắp của hai gia đình hai họ. Trong lễ cưới vừa qua, hai cháu đã được cha xứ Phêrô Nguyễn Văn Nguyên ban bí tích hôn khối tại thánh đường giáo xứ Kẻ Sạn rất trang trọng và sốt sắng. Hai cháu cũng được cha xứ, ông đoàn và hai họ hiệp ý cầu nguyện, xin Chúa chúc phúc cho đôi tân hôn trong tình yêu ba ngôi của Chúa. Về mặt xã hội, hai cháu cũng đã làm thủ tục đăng ký kết hôn đầy đủ theo quy định. Vâng, thằng là mấy lâu tại một chiếc đồng Duy Vân nên thiên vợ chồng từ đây. Vâng, xin quý vị một tràng pháo tay để chúc phúc cho hai cháu anh Duy và anh Vân. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, vừa mới sáng nay phái đoàn họ nhà trai chúng tôi đã tới hôn trường của họ nhà gái để cùng tham dự lễ vô quy cho hai cháu Thanh Vân và anh Duy. Sau đó hai họ và quý khách cùng hân hoan trở về hôn trường của nhà trai chúng tôi để cùng nhau tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu anh Duy và Thanh Vân. Xin được gửi lời chào, lời cảm ơn chân thành nhất của ông bà chủ hôn Thành Duy tới toàn thể quý phụ ông bà quan viên hai họ bốn bên và toàn thể quý vị tân khách quý. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin long trọng tuyên bố lễ thành hôn của hai cháu anh Duy và anh Vân xin được chính thức bắt đầu. Vâng, xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn và rộn rã để chúc mừng cho hạnh phúc trăm năm của hai cháu. Ông bà bề trên, quý họ hàng, bạn bè, gia đình của ông bà Thành Dinh cũng như là anh chị em bạn bè của cháu anh Duy cũng có mặt đầy đủ để được tiếp đón quý vị quan viên hai họ bốn bên và toàn thể quý vị thân khách quý. Xin chúng ta một tràng pháo tay để cùng chào mừng nhau. Vâng, để tiếp theo bước vào chương trình, sau đây xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho họ nhà gái sẽ lên có lời phát biểu trao dâu trước hai họ. Xin trân trọng kính mời ông. Mãi tương lai một cuộc đời thắm hương trọn tình. Kính thưa các cụ ông, kính thưa các cụ bà, kính thưa quan viên quân họ, tôi được sự phân công của họ nhà gái, cho nên phát biểu và trao dâu cho bên họ nhà trai. Được sự tìm hiểu của hai cháu, được sự nhất trí của hai bên gia đình, hôm nay hai bên gia đình chọn từng ngày này là tốt, làm lễ thành hôn cho hai cháu. Họ nhà gái chúng tôi không biết nói gì hơn, chúng tôi chúc phúc cho các cháu và cảm ơn họ nhà trai. Tôi xin chân thành cảm ơn. Của lễ thành hôn hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, trai vui thì gái cũng mừng. Hôm nay hai họ tưng bừng như hoa.
nhà gái vừa có lời phát biểu, bên nhà trai cũng có đôi câu đáp từ. Và sau đây xin giới thiệu một vị đại diện cho nhà trai cũng có lời phát biểu đáp từ. Xin trân trọng kính mời. Quý thượng, quý của ông, quý của bà, kính thưa quý hai họ hàng cùng toàn thể bạn bè của gia đình và hai cháu, được phép của quý chủ về trên và gia đình, tôi xin đại diện cho gia đình họ nhà trai xin gửi đến quý cụ, quý ông bà lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hôm nay ngày vui mừng đặc biệt trọng đại của hai gia đình và hai cháu được diễn ra. Trải qua một thời gian dài, hai cháu gặp gỡ, tìm hiểu và yêu thương nhau, tới nay tình cảm ấy đã chín mùi. Hôm nay chọn ngày lành tháng tốt, hai gia đình đã tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu, cháu Duy và cháu Vân. Sau khi đã làm đầy đủ các nghi lễ và thủ tục xã hội và giáo hội, được sự ủy quyền của ông bà Thành Dinh cùng quý bề trên, tôi xin đại diện cho họ nhà trai xin nhận cháu Vân làm vợ, cháu Duy và là con dâu của ông bà Thành Dinh và là thành viên của họ, gia đình dòng họ chúng tôi. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm yêu thương, lân đỡ, chở che, đùm bọc cho hạnh phúc tình yêu của hai cháu. Xin cầu chúc cho hai cháu giữ mãi lửa ấm tình yêu đến trọn đời. Cuối cùng tôi xin kính chúc quý vị hai họ hiện diện nơi đây mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin trân trọng cảm ơn. Chào nhận dâu của hai họ. Đây là một điều thật sự là tuyệt vời. Tiếp theo sau đây xin trân trọng giới thiệu hai vị, hai bà đại diện cho hai họ sẽ lên trao chơi cơ chào chứng quả để chứng minh cho tình yêu đôi lứa của hai cháu anh Di và Thanh Viên. Và xin mời một bà đại diện cho họ nhà gái, một bà đại diện họ nhà trai chúng ta lên trao nhận. Vâng, xin mời một bà đại diện cho bên họ nhà trai để ra nhận cơ chào. Gia đình hai họ cũng như là chứng minh cho tình yêu của hai cháu anh Di và Thanh Vân. Quý vị chứng kiến trao nhận cây cầu chứng quả của hai bà. Vâng, xin mời các cháu chụp ảnh chứng minh mình còn đẹp. Vâng, xin quý vị một tràng pháo tay để chúc mừng cho 100 năm của hai cháu anh Di và Thanh Vân. Vâng, giờ hút lại đây xin chúc mừng hai họ bốn bên. Hai gia đình đã chính thức chứng nhận và chúc mừng hai họ có dâu hiền rể thảo. Đây là một điều đặc biệt, trọng đại và tuyệt vời. Xin quý vị một tràng hoa tay nữa để chúc mừng hai họ và hai gia đình chúng ta. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và đây là giây phút đặc biệt quan trọng, rất là quan trọng ạ. Tôn giáo bạn cùng hiệp ý với chúng tôi để cầu nguyện cho đôi tân hôn anh Di và Thanh Vân đã được Thiên Chúa xe kết. Để cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và cầu nguyện cho đôi tân hôn, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý cụ ông bà quý khách cùng đứng lên hướng về bàn thờ Thiên Chúa để cử hành giây phút cầu nguyện và tạ ơn. Để hòa đồng tôn giáo và xã hội, chúng tôi cũng xin kính mời quý khách khác tôn giáo cùng tham dự với cộng đoàn chúng tôi để cầu nguyện và chúc phúc cho đôi tân hôn anh Di và Thanh Vân. Nhân Chúa bao la, xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên. Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con, xin dâng lời cảm tạ cho đời con vững một niềm tin. Xin dâng lời cảm mến, đôi bàn tay Chúa dẫn con đi. Xin dâng lời cảm tạ.
Thầy hồng ơn Chúa đưa con về, xin dâng lời cả amen. Chúa cho con trời mới, đất mới, đường đời con đổi mới. Con đi ca ngợi lòng thương xót Chúa muôn muôn đời. Lại ra tiếp khán trường để chương trình tiếp theo. Vâng, xin mời ban tiếp tân chúng ta đi tiếp đón, mời chào quý vị quan viên hai họ bốn bên được đầy đủ và chu đáo. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, vừa rồi nghi thức công giáo và lễ gia tiên đã xong, và đây cũng là một phần rất đặc biệt trong buổi lễ thành hôn hôm nay, đó là trao hoa, trao gửi yêu thương của đôi tân hôn anh Duy và Thanh Vân. Xin mời hai cháu cùng đứng lên, và đây là giây phút đặc biệt trọng đại tình cảm yêu thương của các cháu dành cho nhau. Và sau đây quý vị quan viên hai họ bốn bên, chúng ta sẽ cùng chứng nhận cháu anh Duy trao hoa, trao gửi yêu thương cho cháu Thanh Vân. Và xin mời hai cháu. Vâng, xin mời quý vị một tràng pháo tay để chúc phúc cho hai cháu tân hôn anh Duy và Thanh Vân. Vâng, thật là tuyệt vời phải không? Vâng, đời quý vị, vâng. Hai họ bốn bên và toàn thể quý vị tân khách quý, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho gia đình sẽ lên có lời mời tiệc. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý cụ, ông bà, cô dì, chú bác, họ hàng nội ngoại, kính thưa quý vị hai họ cùng toàn thể quý khách gần xa, bà con hàng xóm, bạn bè của gia đình và hai cháu. Hôm nay ngày vui trọng đại nhất của ông bà Thành Dinh, cũng là ngày tổ chức hạnh phúc trăm năm cho hai cháu anh Duy và Thanh Vân. Được sự ủy quyền của ông bà Thành Dinh, cho phép tôi được đại diện cho gia đình. Lời đầu tiên tôi muốn gửi tới quý cụ, quý ông bà cùng toàn thể quý khách lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý cụ, ông bà cùng toàn thể quý khách, nhận lời mời của ông bà Thành Dinh cũng như được sự ưu ái của quý cụ, ông bà, toàn thể quý khách đã dành những tình cảm đặc biệt với gia đình chúng tôi ngày hôm nay, để đáp lại những tình cảm quý báu của quý cụ, ông bà cùng toàn thể quý khách. Hôm nay gia đình chúng tôi có sửa bữa tiệc liên hoan để chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Vậy bây giờ đã đến giờ, cho phép tôi được trân trọng kính mời quý cụ, ông bà, hai họ cùng toàn thể quý khách hãy mở bia ra rượu cùng lông cốc để chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Vậy thay mặt cho gia đình, một lần nữa tôi xin trân trọng kính mời. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn lời phát biểu mời tiệc của vị đại diện cho họ nhà trai. Vâng, xin toàn thể quý vị chúng ta cùng ra dấu xin Chúa thánh hóa và thánh hóa của ăn cho mỗi người chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ đại chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ, amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Xin trân trọng kính chúc toàn thể quý vị quan viên hai họ bốn bên, toàn thể quý vị khách quý dùng tiệc được ngon miệng, và cũng như để chúc mừng cho hai họ, hai gia đình, cũng như là chúc mừng cho hạnh phúc trăm năm của hai cháu. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn. Anh Duy và Thanh Vân được chính thức
con mời cả nhà xuống đây nhé. Đấy, con mời cô xuống đây. Cô chú Nhi thả dây nhất từ kia, con mời nhà mình cười tươi lên. Có 2, 3, cười tươi lên nữa là đó, chú ơi cười tươi lên. Đấy, chú ơi nhìn đây, cả nhà mình cười tươi nhá. Một, hai, ba, cười tươi lên ạ. Có cái nữa này, được rồi ạ.